Chỉ huy lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Kenneth Winsbeck, mới đây khẳng định chiến đấu cơ tàng hình F-35 đã có ít nhất một lần chạm trán chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, ông Winsbeck không nói rõ cuộc đối đầu giữa F-35 với J-20 diễn ra khi nào. Phát biểu trong một cuộc thảo luận với Viện Nghiên cứu Không gian Vũ trụ Michels, Mỹ, ông cho rằng còn sớm để khẳng định Trung Quốc có ý định gì với J-20. Tất cả những gì thấy được là đây là một loại máy bay để giành ưu thế trên không. Được biết, chiếc J-20 được thiết kế nhằm trở thành đối trọng của loại máy bay F-35 và F-22 của Mỹ, những mẫu máy bay được cho là tiên tiến nhất đang hoạt động, theo NBC News. Tuy xét về năng lực, J-20 bị đánh giá khó có thể bắt kịp được với F-22 và F-35 ở một số tính năng quan trọng. Ngoài ra, ông Wisbach cho rằng máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong khả năng khai hỏa tầm xa của không quân nước này. Cũng theo ông Weisbach, một số tên lửa không đối không tầm rất xa của Trung Quốc được CAIN 500 hỗ trợ, trong đó có tên lửa PL15 với tầm bắn vượt trên 200 km. Tên lửa này được mang bởi những loại chiến đấu cơ Trung Quốc như J10C, J11B, J15, J16 và J20. Thưa quý vị, trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh TBS của Nhật Bản ngày 17 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng cho biết rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đầu hàng trừ khi là Kiev chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra hiện nay. Cuộc xung đột này sẽ kết thúc với một thỏa thuận hòa bình theo đó ông lukashenko cũng chia sẻ về quan điểm đối với một thỏa thuận mà tổng thống nga vladimir putin đã đề xuất với người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky tổng thống belarus nhận định ông biết chắc chắn rằng tổng thống putin đang đề xuất cho tổng thống ukraine một hiệp ước hoàn toàn có thể được chấp nhận bên cạnh đó hiện tại việc nga và ukraine đạt được một thỏa thuận và ông zelensky ký kết nó là điều khả thi Ông Lukashenko cho rằng nếu tổng thống Ukraine từ chối thỏa thuận này thì sau một thời gian sẽ phải ký một hòa thỏa ước đầu hàng. Đồng thời nhà lãnh đạo Belarus khẳng định Nga sẽ không thua trong cuộc chiến này. Theo đó các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán ở Belarus trước khi chuyển sang thảo luận trực tuyến, tuy nhiên vẫn chưa đạt được bất kỳ đột phá nào. Trong khi đó vào ngày 17 tháng 3, theo tổng thống Belarus, ít nhất hai tên lửa đạn đạo được phóng từ Ukraine sang Belarus. Ông cho biết nếu Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng với Belarus, nước này sẽ phản ứng. Thưa quý vị, theo Reuters, hôm ngày 16 tháng 3, ít nhất 10 tàu chở hàng hóa thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đang gấp rút giao hàng trước thời hạn cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng Nga của chính phủ Mỹ. Nền kinh tế hàng đầu thế giới trong tháng này cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng của Nga do chiến sự tại Ukraine. Lệnh cấm cho phép các nhà nhập khẩu giữa hàng hóa di chuyển theo hợp đồng cho đến ngày 22 tháng 4. Theo dữ liệu của Refinitiv, ít nhất một tàu chở dầu nhiên liệu hướng đến Mỹ đã chuyển hướng và ít nhất hai chiếc khác từ các bến cảng của Nga đang chờ giữ hàng tại các cảng Mỹ. Một chiếc đã chờ kể từ ngày 7 tháng 3. Nhà chiến lược năng lượng Gray Segri trích dẫn dữ liệu của Sotesta cho biết năng lượng dầu thô và các sản phẩm của Mỹ đến từ Nga được dự đoán tạm thời ở mức 18 triệu thùng, tương đương 597.000 thùng một ngày trong tháng này. Trong khi đó, con số trung bình năm ngoái là 672.000 thùng một ngày. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh cấm đối với hàng nhập khẩu của Nga không cấm giao dịch dầu CPC. Họ cho rằng từ CPC có thể tách dầu thô có nguồn gốc từ Nga ra khỏi thị trường và tải riêng các loại dầu không phải của Nga. Theo Reuters, CPC Plan bao gồm chủ yếu là dầu từ Kazakhstan thường được trộn với dầu thô của Nga và các chất khác. Tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, một quan chức Ukraine trước đó kêu gọi các công ty dầu mỏ phương Tây tẩy chay hoàn toàn các cảng và dầu Nga, đồng thời yêu cầu tập đoàn dầu khí Chevron có trụ sở tại Mỹ tạm dừng các chuyến hàng. Chevron nói họ tuân thủ luật của Mỹ và phần dầu họ bơm vào hệ thống được đảm bảo là có nguồn gốc Kazakhstan. Bay qua lưới lửa Ukraine, phi công Nga chỉ có thể bắn pháo sáng và cầu nguyện. Vì sao? Theo tạp chí Forbes của Mỹ, không khó để lý giải những tổn thất đáng kinh ngạc về máy bay và phi công mà lực lượng Nga phải hứng chịu khi chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine đã bước sang tuần thứ tư. Học thuyết tác chiến đường không của Nga cộng với sự thiếu hụt các loại vũ khí dẫn đường chính xác đã buộc máy bay chiến đấu và phi công của họ phải bay thấp và chậm, núp dưới lớp mây che phủ khi chỉ cách lực lượng Ukraine có vài dặm. Đó là công thức để tạo ra thảm họa, Bay tầm thấp, tốc độ bay chậm dọc theo chiến tuyến của đối phương đã khiến các máy bay chiến đấu của Nga rơi vào tầm bắn của một trong những loại tên lửa phòng thủ mà người Nga không có hy vọng chế áp được. Các hệ thống tên lửa phòng không vác vai Manpass như Trela, Ikla và Stinger. Những Manpass đó được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không tầm xa như S-300, Tor, Osa và Tunguska đã khiến không quân Nga chịu nhiều thiệt hại kể từ khi họ mở rộng quy mô chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu từ đêm ngày 23 tháng 2. Bộ Quốc phòng Ukraina tuyên bố lực lượng của họ đã hạ gục 77 máy bay có cánh cố định của Nga. Các nhà quan sát độc lập xác nhận ít nhất 12 trường hợp trong số này. Những tổn thất được xác minh bao gồm 5 máy bay cường kích Su-22, 20 máy bay chiến đấu Su-30, 4 tiêm kích Su-34 và một máy bay vận tải An-26. Chỉ có thể bắn pháo sáng và cầu nguyện, các hệ thống phòng không trên bộ của Ukraine, bao gồm cả các MANPADS dẫn đường bằng tia hồng ngoại, đã gây ra phần lớn thiệt hại cho các máy bay chiến đấu và tấn công của Nga. Đáng chú ý, Manpass là vũ khí tầm ngắn, một tên lửa XLA vác vai chỉ có tầm bắn 5 km XLA-1 đến 6 km XLA-S, trần bay 3,5 km. Tuy nhiên tầm bắn hạn chế đó không phải là vấn đề đối với lực lượng phòng không Ukraine. Học thuyết và công nghệ của Nga buộc các phi công chiến đấu của họ phải bay trong phạm vi bắn của XLA để triển khai vũ khí. Theo Forbes, đó là bởi không quân Nga không phải là một lực lượng không quân theo cách mà các nhà quan sát phương Tây hiểu về thuật ngữ này. Học thuyết của Nga không yêu cầu các máy bay chiến đấu của không quân Nga phải kiểm soát những vùng không phận khổng lồ để đạt được các mục tiêu chiến dịch thông qua vùng không phận đó. Nói cách khác, không quân Nga không giống như không quân Mỹ, lực lượng trong hầu hết các trường hợp đều nhắm tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn không phận trên toàn bộ khu vực tác chiến. Không quân Nga được xem như một phần mở rộng của lục quân Nga, có thể ví họ như pháo binh đường không, theo học thuyết của Nga, các máy bay chiến đấu không đối không sẽ hoạt động trong thời gian ngắn để kiểm soát một vùng nhỏ không phận, tạo điều kiện cho các máy bay tấn công tiến vào thả bom và sau đó thoát ra ngoài. Lãnh đạo Chechnya cảm ơn Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Kadyrov cảm ơn Tổng thống Biden đã chuyển vũ khí cho Ukraine, cho biết lực lượng của ông có thể tịch thu và sử dụng chúng sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 17 tháng 3 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Raman Kadyrov sau đó gọi đây là tin vui, điều tuyệt vời và đáng khích lệ từ Washington. Ông Kadyrov cho biết không mấy ấn tượng với khí tài Mỹ thu được ở Ukraine cho tới nay. Trong một thời gian dài, chúng tôi suy nghĩ cách để cổ vũ binh lính của mình, song không ngờ rằng người Mỹ lại giúp làm điều này, ông Kadyrov đăng trên Telegram. Gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine của Mỹ, bao gồm 800 tên lửa phòng không Vakvai Stinger. Gói hỗ trợ cũng bao gồm 100 máy bay không người lái, vũ trang Switchblade, 9.000 vũ khí chống tăng, 7.000 súng bộ binh, 20 triệu viên đạn các loại, cùng 25.000 bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya viết rằng ông đã tự hỏi liệu có sớm đến tay chúng tôi không khi đọc về số vũ khí Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine. Ông Kadyrov cũng ngày cho biết một người họ hàng là Apti Aplaudinov đang dẫn đầu 1.000 lính tình nguyện đến Ukraine để tham gia chiến dịch đặc biệt nhằm phi phát xít và phi quân sự hóa nước này. Chưa rõ ông Kadyrov đã điều bao nhiêu quân nhân tới Ukraine trong khi Financial Times đưa tin khoảng 10.000 chiến binh Chechnya đã được triển khai. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya hôm 14 tháng 3 đăng trên Telegram cho thấy ông đang thảo luận kế hoạch tác chiến với các quân nhân khác trong một căn phòng. Kadyrov cho biết video được quay tại Homs-Somel, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev. Kadyrov cho hay lực lượng của ông đã áp sát những tên phát xít ở Kiev khoảng 20 km và đang tiếp cận gần hơn nữa, nhưng không nêu cụ thể. Ông kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàng. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Sau 22 ngày chiến sự, giao tranh tiếp tục ở các thành phố Ukraine trong vòng vây của lực lượng Nga. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3,2 triệu người đã phải rời bỏ Ukraine để tránh chiến sự. Mỹ là một trong các quốc gia chuyển vũ khí cho Ukraine từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây hồi cuối tháng 2. Lực lượng Nga thu nhiều tên lửa chống tăng của Mỹ và Anh rồi chuyển cho dân quân Donbass cũng như phá hủy nhiều kho đạn chứa vũ khí phương Tây trước khi quân đội hoặc vệ binh quốc gia Ukraine tiếp nhận. Dàn máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt của Nga cất cánh nhiều bất thường. Trang tin Aviationist cho hay, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngày 17 tháng 3, những người quan tâm tới máy bay đã phát hiện một chi tiết rất lạ khi khoảng hơn 10 máy bay thuộc không quân và phi đội nhiệm vụ đặc biệt Russia của Nga lần lượt cất cánh từ Moscow và khu vực lân cận bay về phía đông nước này. Theo Aviationist, việc huy động hàng loạt máy bay chuyên làm nhiệm vụ đặc biệt với tần suất cao bất thường như thế này làm dấy lên nhiều giả thuyết, nhất là trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân Nga điều động số lượng chuyến bay nhiều bất thường như vậy. Nhưng theo Aviationist, nó có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch cho một điều gì đó. Các kịch bản được đưa ra bao gồm Nga có thể đang di tản quan chức chính phủ của Moscow, Nga tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Nga tổ chức diễn tập cho kịch bản xảy ra xung đột hạt nhân hoặc có cảnh báo liên quan tới hạt nhân. Theo Oviagenis, các máy bay hướng chủ yếu về phía đông của đất nước. Một lý do đơn giản là có thể vì Nga đang bị các nước châu Âu cấm bay qua không phận, nên nếu họ muốn đi ra nước ngoài, họ buộc phải bay vòng. Có một số loại máy bay khác như máy bay vận tải tiêu chuẩn, các máy bay chở khách VIP, các máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt. Trong số đó có các máy bay chỉ huy trên không Tu-214PU, IL96300PU và máy bay trung chuyển thông tin TU214SR. Theo một số chuyên gia, số lượng máy bay như vậy không phải là quá lớn, nhưng việc chúng tập trung vào một khoảng thời gian ngắn nên tạo ra cảm giác dồn dập. Tổng thống Ukraine được đề cử giải Nobel Hòa bình, ngày 18 tháng 3, tờ Washington Examiner đăng tải thông tin một nhóm chính trị gia châu Âu đã đề cử tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho giải Nobel Hòa bình năm 2022. Thậm chí họ còn cho rằng ông Zelensky hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng này vì đã thể hiện xuất sắc khả năng lãnh đạo đất nước tuyệt vời trước sự tấn công của Nga. Những người gửi thư gồm 36 chính trị gia đến từ các nước Hà Lan, Anh, Đức, Thụy Điển, Estonia, Bulgaria, Romania và Slovakia. Cụ thể họ đã viết, chúng tôi là nhân chứng cho lòng dũng cảm của người dân Ukraine khi chịu đựng cuộc chiến do Liên bang Nga tiến hành. Những người đàn ông và những người phụ nữ Ukraine dũng cảm đang chiến đấu bảo vệ nền dân chủ, Người dân trên toàn Ukraine đang vùng lên để chống lại thế lực của chủ nghĩa độc tài. Chúng tôi tin rằng bây giờ là lúc để người dân Ukraine thấy rằng thế giới đang đứng về phía họ. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cũng từng tuyên bố thừa nhận các cam kết về một nền dân chủ công bằng, sẽ thực hiện bất cứ điều gì để ngăn cản chiến sự. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, tôi muốn hòa bình, người dân Ukraine muốn hòa bình, chính phủ Ukraine muốn hòa bình và đang làm mọi thứ để xây dựng nó. Taliban hoan nghênh Liên Hợp Quốc tiếp tục hiện diện tại Afghanistan. Ngày 18 tháng 3, Taliban đã lên tiếng hoan nghênh một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính thức gia hạn sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Trong bối cảnh chính quyền Taliban vẫn chưa nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế, Nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 17 tháng 3, theo đó gia hạn sứ mệnh của Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, tên viết tắt là UNAMA, sau khi Taliban giải quyết kiểm soát nước này từ tháng 8 năm 2021. Các nhiệm vụ của Phái bộ này bao gồm hợp tác trong một số lĩnh vực, các vấn đề nhân đạo và chính trị, cũng như các vấn đề về quyền con người. Người phát ngôn của Taliban Jabihullah Mujahid cho biết, chúng tôi coi việc gia hạn sứ mệnh của Unama là một bước đi tốt và mong muốn phái bộ sẽ làm việc hiệu quả để giải quyết các vấn đề nhân đạo và nhiều vấn đề khác tại Afghanistan. Người phát ngôn này khẳng định, Taliban sẽ hợp tác với Unama. Liên Hợp Quốc chưa công nhận đại diện của Taliban tại Liên Hợp Quốc. Nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an do Naui soạn thảo không nhắc đến từ Taliban và không thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với chính quyền mới ở Afghanistan. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, đại sứ Naui tại Liên Hợp Quốc Mona Jun cho biết, Hội đồng Bảo an đã đưa ra thông điệp rõ ràng đối với sức mạnh mới UNAMA có một vai trò quan trọng là thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Afghanistan và hỗ trợ người dân nước này khi đối mặt với bất ổn và những thách thức chưa từng thấy. Afghanistan đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ toàn cầu cho biết hơn một nửa trong số 38 triệu dân Afghanistan đang phải đối mặt với nạn đói trong mùa đông khắc nghiệt hiện nay. Lơ là kiểm soát COVID-19, loạt quan chức Trung Quốc bị sa thải. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm nay đưa tin chính quyền quận Phúc Điền ở Thâm Quyến, nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi làn sóng dịch COVID-19 hiện nay, đã sa thải 8 quan chức vì đã lơ là nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Những người bị mất chức bao gồm 3 quan chức chính quyền, giám đốc công an cùng hai cấp phó và giám đốc Ủy ban y tế quận Phúc Điền. Cao Chu Tang, giám đốc Ủy ban y tế thành phố Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm, bị sa thải vì không hoàn thành đầy đủ việc chuẩn bị, huy động nguồn lực và giám sát các cơ quan y tế của thành phố để ứng phó với sự bùng phát số ca nhiễm biến thể Omicron. Gao Zhong Bao, giám đốc cơ quan y tế quận Cửu Đài thành phố Trường Xuân cũng bị bãi chức do để bùng phát dịch bệnh ở một trường học trong học khu của quận. Người này bị cáo buộc không tư vấn cho nhà trường về các biện pháp giãn cách xã hội cũng như cho phép trường tổ chức lớp học dù một số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện trong học khu. Khoảng 14 quan chức khác ở tỉnh Cát Lâm cũng bị khiển trách hoặc kỷ luật vì buông lỏng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Họ bao gồm các quan chức giáo dục, y tế, quản lý khu công nghiệp, cảnh sát địa phương, một hiệu trưởng trường trung học cùng một số quan chức cấp làng. Cát Lâm hiện là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục trong đợt bùng phát biến thể Omicron từ đầu tháng 3. Các lệnh trừng phạt trên được công bố vào ngày 17 tháng 3, cùng thời điểm chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức phiên họp với bộ chính trị về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nước. Trong cuộc họp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng chính sách zero Covid và ra lệnh cho chính quyền địa phương dập tắt đà lây lan dịch bệnh càng sớm càng tốt. Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết các quan chức địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ không kiểm soát kịp thời các đợt bùng phát. Trung Quốc đại lục đã ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 17 tháng 3, bao gồm 2.388 trường hợp có triệu chứng. Trong số các ca nhiễm có triệu chứng hơn một nửa được ghi nhận ở tỉnh Cát Lâm. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh TV 24h.